Mới đây, tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát cơ động, công an Hà Tĩnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 vừa bắt giữ xe ô tô đầu kéo vận chuyển 5.500 kg thịt mỡ động vật không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối. Mỡ bẩn được vận chuyển trên chiếc rơ móc biển kiểm soát 51R17659 do tài xế Lê Cao Tiến sinh năm 1986, trú tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong container có 110 thùng xốp chứa thịt và mỡ động vật, nhưng lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Sau khi đưa phương tiện về kiểm tra, thì phát hiện bên trong các thùng xốp đều chứa nầm lợn và mỡ. Mỗi thùng có trọng lượng 50kg và đã bốc mùi hôi thối. Trong một số thùng xốp có nhãn chữ Trung Quốc. Theo lời khai của tài xế, số hàng trên nhận chở thuê số tiền 10 triệu đồng từ Hà Nội vào các tỉnh miền Trung, miền Nam tiêu thụ. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.